Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên, các em đội viên cùng toàn thể nhân dân đón xem một số tiết mục văn nghệ. Xin kính mời quý vị cùng hội trại thưởng thức tiết mục nhảy hiện đại do câu lạc bộ Chắp Cánh Ước Mơ thể hiện. Trong tim sẽ chẳng quay đầu, loài hoa đẹp nhất cao nguyên
Kính thưa quý vị,